Xin chào các bạn, mình là Quang Anh, giảng viên của Tom Center. Mùa trung thu năm nay các bạn đã update đồ uống gì mới cho quán mình chưa? Nếu chưa thì hôm nay Tom Center sẽ gửi tặng các bạn bộ hai công thức có tên là đoàn viên và rước đèn. Món đoàn viên thì sẽ giúp các bạn liên tưởng đến mùa thu của Hà Nội, còn món rước đèn sẽ giúp các bạn gợi nhớ đến hương vị của tuổi thơ. Về thành phần thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái loại nguyên liệu như sau. Ở đây mình có siro lá nếp và siro dâu tây. Phần cốt trà thì mình có cốt trà long và cốt trà nhài. Còn các nguyên liệu khác thì ở đây chúng ta có nước cốt hoa atiso, có đường các bạn nhé. Mình có kem chi này, nước đường này, cái hạt sen đóng hộp và chúng ta sẽ có dâu tây tươi. Ngoài ra mình sẽ chuẩn bị thêm là kem béo và bột matcha cùng với lá nếp để trang trí. Về dung tích của cốc ấy, thì mình sử dụng các cái cốc có dung tích vào khoảng 400-420ml và các bạn chuẩn bị thêm các dụng cụ pha chế cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết cách làm. Đầu tiên là công thức của món đoàn viên. Món đoàn viên thì mình sẽ sử dụng 150ml nước cốt trà ô long. Các bạn thêm vào đấy là 20ml nước đường và 20ml siro lá nếp nhé. Ở bước này các bạn sẽ dùng thìa ba quấy đều hỗn hợp này lên. Sau đó các bạn sẽ thêm phần hạt sen vào cho mình. Lượng hạt sen thì sẽ tùy vào giá bán của mỗi quán nhé. Các bạn sẽ thêm đá và cái lượng đá sẽ đầy lên gần đến miệng cốc. Tùy vào cái dáng cốc, ở đây mình sẽ để cho miệng đá cách miệng cốc khoảng 2cm. Và cuối cùng là chúng ta sẽ phủ lên trên miệng cốc một lớp kem cheese. Để decor cho cốc nước này mình sẽ sử dụng bột matcha và rắc lên trên bề mặt của cốc nước. Đó, như vậy là mình đã hoàn thiện đồ uống mang tên đoàn viên. Chúc các bạn thành công. Món tiếp theo là món rước đèn. Về cái công thức này thì chúng ta sẽ sử dụng 100ml trà nhài và cho vào trong cốc trước. Để tạo vị ngọt và vị dâu thì các bạn dùng cho mình 15ml nước đường và 15ml siro dâu. Để giúp cho đồ uống có độ chua thanh, tự nhiên và thơm hơn, mình sẽ sử dụng thêm 10ml nước cốt atiso. Các bạn quấy đều hỗn hợp trong cốc nhé. Sau đó chúng ta sẽ thêm đá đến khoảng 2/3 cốc. Hỗn hợp còn lại các bạn thêm cho mình là 30ml cốt trà. Thêm giúp mình là 40ml kem béo nữa. Và chúng ta sẽ hòa tan hỗn hợp này ở trong dích. Sau đó đổ từ từ vào trong cốc. Cuối cùng là để cho đồ uống được ngon hơn thì mình sẽ thêm vào đây một lớp kem cheese và trà mỏng. Và mình sẽ để co bằng các cái lát dâu ở trên bề mặt này nhé. Thank you.
Vậy là mình đã hoàn thiện đồ uống mang tên là rước đèn. Chúc các bạn thành công.